rồi ngày xe duyên đã đến. Bâng khuâng, hồi hộp, họ đón nhận tình yêu như trái chín trên cành. Tục lệ cưới xin của người Tày Nùng cũng có lễ dạm ngõ, ăn hỏi rước dâu. Chú ca lưng xa, chân xa xuôi, béo quý thôi theo ngân. Béo sân quan na tắc tử phì hà ngân nữ than, xin ca tinh quân này. Xin na quan na pháp số ngân na là mình qua na kiang ngà cai theo biếu phọc bình lưng ngơi khai này bên trứng ca tân dinh khung này bên trứng quan tấn ma tinh kiều bình ngà cứu mà mẹ làm. Đám cưới thường được tổ chức vào lúc chiều tối tầm 4-5 giờ trở đi. Cưới vào giờ này không ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Tinh kiều bình ngà cứu làng lục yên lưng ngà ơi phọc mà xe cu hận bắc cả khinh khung xe bang hận bắc càng khinh khai khai này bây à xe cu cáp thằng khung này bây xe bang cáp cu cu này than na thì mà lễ ông ngà ta qua và đây hận. Thanh niên tổ chức lầy cỏ, một trò chơi như kiểu quẩn tù tì, người thua sẽ bị uống rượu phạt. Đám thì bên trai bên gái hát lượn với nhau. Sổ à em mà tì cáp bà săn trà sạch, đà cu mơ nhà quàng, nà áng tay ý à cáp sĩ đầy phần trang. Văn à này à đà đầy cu à, tàng lư bàng tàng tơ ngơ. Cuộc vui ồn ã kéo dài thâu đêm, mờ sáng mới tan. Theo phong tục, mọi chi phí tổ chức đám cưới của nhà gái đều do nhà trai lo liệu hết. Đa đây cu sám lệ là khan, đa đây bang sám lệ mà này, đây kết sổ hắt kinh, sổ nòng du kéo lá bấn sung. Nhà gái sắm sửa tư trang, quần áo mới, vòng bạc, xà tích bạc, chăn màn thổ cẩm, chiếu hoa và nhiều đồ gia dụng khác. Xe lệ đã khiến khai lại không, xe bang đã khiến không lại tạm. Linh ơi khiến tí khiến bưng đông, à, lồng tí lồng bưng băng, mà tí mà bưng xa, mử tí mử bưng xài, mử bưng bắt lao sao, à, mử bưng đông. Mưa bừng bắc lao sao, mưa bừng đông gần gần, phất cờ lồng bường lăng đông má, phất cờ lồng bường.